xử lý. Ông Thành trước đó cũng đã tự thừa nhận sai sót và có kiểm điểm báo cáo về tình hình Bình Phước. Trước đó trong đoạn băng được ghi lại thì ông Thành không đeo khẩu trang, chống đối, cự cãi và không chấp hành động những cán bộ kiểm tra tại thị xã Bình Long. Philippines đã bắt đầu mở rộng quy mô xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho người dân. Thị trưởng Manila đã cho xét nghiệm ở một số cơ sở cách ly địa phương và 6 bệnh viện lớn trong thành phố. Mỗi ngày, các cơ quan y tế của Manila có thể thực hiện 230 xét nghiệm và cho kết quả sau 2 đến 3 ngày. Chỉ trình xét nghiệm mở rộng này nhằm phát hiện và cách ly sớm những người mắc bệnh. Giới chức Australia và New Zealand vừa thông báo những thành công bước đầu trong kiềm chế sự lây lan của COVID-19. Tuy nhiên, cả hai nước đều thận trọng cho rằng còn quá sớm để nới lỏng các quy định giãn cách xã hội. Thời gian qua, New Zealand đã áp dụng lệnh đóng cửa trên toàn quốc, trong khi Australia đã siết chặt nhiều hoạt động. Các biện pháp này đã giúp giảm mạnh số ca nhiễm mới mà không gây quá tải cho hệ thống y tế của